Cuộc cách mạng xanh hóa trong lĩnh vực giao thông vận tải dường như đang chia thành hai nhánh phát triển có tính khả thi nhất hiện nay. Một là xe thuần điện, hai là xe hybrid. Trong giai đoạn đầu, đa số các hãng ô tô đều tâm niệm rằng xe thuần điện mới là chân ái và họ bước vào một cuộc chạy đua đầy cam go khốc liệt. Nhiều người từng nói rằng xe hybrid chỉ là giải pháp chuyển giao và sẽ sớm bị quên lãng. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, một số hãng ô tô lại bắt đầu bẻ lái sang tập trung phát triển xe hybrid, khiến cuộc so kè giữa hai dòng xe này đang ngày càng trở nên cân bằng. Xe hybrid là thứ xe nửa nạc, nửa mỡ. Đó là khẳng định của không ít người sở hữu xe thuần điện và cả những người đang có ý định chuyển đổi từ xe dùng động cơ đốt trong sang xe điện. Lý do rất đơn giản, các quốc gia tham dự COP26 đều đưa ra cam kết mạnh mẽ rằng họ sẽ hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2030, 2040 hoặc 2050, đi kèm những lộ trình rất rõ ràng. Điều đó có nghĩa là chậm nhất đến năm 2050, đa số các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, sẽ chỉ sử dụng các loại xe không phát thải CO2 ra môi trường. Đó sẽ là một viễn cảnh tương tự như những gì được phác họa trong các bộ phim viễn tưởng của Hollywood. Một thế giới trong lành hơn, các phương tiện di chuyển trong cả lòng đất, trên mặt đất cũng như trên bầu trời, và hầu như không cần đến sự điều khiển của con người. Với công nghệ ở thời điểm hiện tại, chỉ có hai loại xe có khả năng phát thải gần như bằng không, bao gồm xe thuần điện, tức là xe điện chạy hoàn toàn bằng pin, và xe sử dụng pin nhiên liệu hydro. Trong đó, xe thuần điện có khả năng thương mại hóa cao hơn nhiều so với xe sử dụng pin nhiên liệu. Vậy nên đa số các hãng ô tô đều lựa chọn xe thuần điện làm đích đến cho mình. Bằng các chiến dịch truyền thông quy mô lớn, các hãng ô tô quảng bá những điều tốt đẹp nhất về xe điện, còn những mặt hạn chế hay tiêu cực thì khéo léo che đi, khiến người tiêu dùng nghĩ rằng khi thời điểm net zero đến gần, chỉ có xe thuần điện mới tồn tại, các loại xe khác đều sẽ đi vào viện bảo tàng. Vậy nên vì sao không mua xe điện ngay từ bây giờ? Hiện nay, ngoài hai hãng xe điện lớn nhất thế giới là Tesla của Mỹ và BYD của Trung Quốc, còn có rất nhiều hãng ô tô truyền thống cũng bắt đầu phát triển thêm xe điện bên cạnh xe động cơ đốt trong, bao gồm các hãng xe châu Âu như Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, xe Nhật Hàn như Toyota, Hyundai, Kia và hàng trăm hãng xe điện mới nổi tại Trung Quốc. Việt Nam cũng là quốc gia hiếm hoi tại Đông Nam Á có nhà sản xuất xe điện nội địa với tốc độ phát triển thần tốc, đó là VinFast. Theo đó, VinFast chỉ mới thành lập từ năm 2017 và chỉ 5 năm sau, vào tháng 7 năm 2022, đã dừng kinh doanh ô tô chạy xăng, chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện. Đến nay, VinFast đã sở hữu một dải xe điện hùng hậu gồm VF3, VFE34, VF5, 6, 7, 8, 9, VFOI, xe đạp điện, xe máy điện, xe buýt điện và nhiều mẫu xe đang được tiếp tục phát triển. Chuyển sang nhánh phát triển thứ hai là xe hybrid. Loại xe này bao gồm 4 dòng xe chủ đạo, đó là Micro Hybrid, Mild Hybrid, Full Hybrid và Plug-in Hybrid. Trong đó, Micro Hybrid khá hiếm gặp bởi động cơ điện của chúng có công suất rất nhỏ, hầu như không có tác dụng gì nhiều trong việc truyền động mà chủ yếu là để khởi động xe và cung cấp năng lượng cho một số thiết bị điện tử. Mild Hybrid có khả năng gia tăng công suất tổng hợp cho động cơ từ vài chục đến cả trăm mã lực, nhưng nếu không kết hợp sử dụng động cơ xăng thì xe chỉ có thể di chuyển được một quãng đường rất ngắn với tốc độ hạn chế. Riêng đối với xe Full Hybrid, động cơ điện có khả năng hoạt động kết hợp với động cơ xăng, giúp tối ưu hóa sử dụng năng lượng đến mức tối đa, thậm chí có thể hoạt động độc lập như một chiếc xe thuần điện. Cuối cùng, Plug-in Hybrid là một biến thể khác của xe Hybrid, có những tính năng tương tự Full Hybrid, nhưng khác biệt ở chỗ dòng xe này vừa phải đổ xăng, vừa phải sạc điện. Bù lại, phạm vi di chuyển của xe Plug-in Hybrid là tốt nhất, có thể lên đến 800-1.000 km, động cơ mạnh mẽ, thích hợp cho mục đích di chuyển đường dài. Toyota, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản và cũng là hãng xe lớn nhất nhì thế giới, được ví như ông trùm trong lĩnh vực xe Hybrid. Hầu hết các mẫu xe hybrid hiện nay của Toyota đều thuộc dòng Full Hybrid, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Niềm tin mãnh liệt vào xe hybrid của Toyota đã từng bị Tesla và các hãng xe thuần điện khác coi là cổ hủ, lạc hậu, khi dồn lực sản xuất một loại xe sẽ sớm bị loại bỏ trong vòng 20 năm tới. Đối mặt với sự dè bỉu là thứ xe nửa nạc nửa mỡ, Toyota vẫn kiên trì phát triển và liên tục ra mắt những mẫu hybrid mới kể từ năm 2018 đến nay, bao gồm Corolla Altis HEV, Camry HEV, Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV, Innova Cross HEV, v.v. Mặt khác, hãng xe này vẫn đầu tư cả xe thuần điện và xe sử dụng pin nhiên liệu hydro. Họ cho rằng hướng tới net zero không chỉ có xe thuần điện mà nhiều loại xe khác cũng đều có cơ hội như nhau.
Một cách lặng lẽ không khoa trương, những mẫu xe hybrid của Toyota liên tục tăng doanh số và đem lại nguồn lợi nhuận khá tốt cho tập đoàn. Kết thúc năm tài chính 2023, dù vướng phải bê bối Daihatsu, vẫn có 11,1 triệu ô tô Toyota được bàn giao thành công đến tay khách hàng trên khắp thế giới. Trong đó có 3,4 triệu xe hybrid, tăng 1 triệu xe so với năm 2022. Nhìn sang thế cục bên kia, Tesla bán được 1,8 triệu xe, BYD bán được tổng cộng hơn 3 triệu xe. Trong đó có 1,6 triệu xe thuần điện, hơn 1,4 triệu xe plug-in hybrid. Ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của thế giới, Tesla và BYD đều sụt giảm doanh số và lợi nhuận, còn Toyota thì vẫn cứ ung dung nhìn dòng tiền mới chảy vào trong két. Sau một khoảng thời gian tăng nóng, doanh số ô tô điện tại Mỹ, châu Âu liên tục giảm sút kể từ cuối năm 2023 đến nay. Có nhiều lý do cho thực trạng này, bao gồm sự cạnh tranh khốc liệt từ các mẫu xe thuần điện giá rẻ đến từ Trung Quốc, những khó khăn trong việc mở rộng hạ tầng trạm sạc pin và cả sự cả thèm chóng chán của một bộ phận lớn khách hàng khiến lực cầu xe thuần điện chững lại. Đây là nguyên nhân dẫn đến một loạt nhà sản xuất ô tô tên tuổi bao gồm Ford, GM, Honda, Mitsubishi, Nissan hay thậm chí cả những hãng xe sang như Porsche, Bentley, Lamborghini bắt đầu quay xe đầu tư nhiều hơn vào hybrid. Vậy nếu thực sự là một thứ nửa nạc nửa mỡ, vì sao nhiều hãng xe lại đổi ý quay sang lựa chọn xe hybrid thay vì xe thuần điện? Theo lý giải của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hoàng Phúc và các chuyên gia của Toyota, sự thực thì cả xe thuần điện và xe hybrid đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng và cả hai hướng đi đều đem lại hiệu quả giảm phát thải CO2. Việc lựa chọn hướng phát triển nào sẽ tùy thuộc vào chiến lược của từng hãng xe sao cho đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất, phù hợp với thị trường tiêu thụ mà vẫn đảm bảo thực hiện theo lộ trình giảm phát thải đã đặt ra. Xe thuần điện chỉ có thể trở thành xe xanh thực sự khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thay vì từ nguồn nhiệt điện hay thủy điện. Đồng thời phải có giải pháp giảm thiểu tối đa phát thải hạt bụi từ lốp xe vì xe thuần điện có trọng lượng lớn hơn, dẫn đến việc phát tán nhiều hạt bụi gây ô nhiễm môi trường hơn. Về cơ bản, xe thuần điện không xả khí thải khi động cơ vận hành, chi phí sạc pin thấp, còn xe hybrid vẫn phải sử dụng xăng và vẫn có ống xả thải, chi phí nạp nhiên liệu cao hơn. Thế nhưng xe thuần điện cần có trạm sạc để nạp năng lượng, trong khi chi phí xây dựng hạ tầng trạm sạc rất tốn kém và phải mất nhiều năm để phủ khắp cả nước. Thời gian sạc pin lâu, vấn đề sửa chữa pin bị hỏng cũng rất phức tạp và tốn kém. Đối với xe hybrid, có thể tận dụng ngay các cây xăng hiện có để nạp nhiên liệu, dù tốn chi phí hơn so với xe thuần điện nhưng cũng chỉ bằng 50% so với xe động cơ đốt trong. Đó là con số đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc chứng minh bằng nghiên cứu cụ thể, chứ không phải bằng sự phỏng đoán cá nhân của một số người. Với những lợi thế của xe hybrid đang dần được chứng minh trên thực tiễn, việc xoay trục của các hãng ô tô đang khiến cuộc đua giữa xe thuần điện và xe hybrid trở nên cân bằng. Các hãng xe điện lớn như Tesla, BYD vẫn yên tâm nắm thị phần lớn trên thị trường, còn Ford, GM và các hãng xe Nhật Bản có thêm hướng đi mới bớt áp lực hơn. Về câu hỏi đến khi nào xe hybrid sẽ bị khai tử, 2050 hay là sớm hơn, câu trả lời rất khó xác định, bởi trong vòng 25 năm tới, khó có thể khẳng định công nghệ sẽ phát triển đến tầm nào. Cũng không loại trừ khả năng xe hybrid sẽ vẫn có thể tồn tại nếu chúng trở nên xanh hơn thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng mới thay cho xăng dầu. Hồi tháng 6 năm nay, Toyota cho biết đang phát triển một loại động cơ đốt mới. Động cơ này có thể chạy bằng xăng, nhiên liệu điện tử tổng hợp, dầu diesel sinh học và hydro. Như vậy có thể hiểu nôm na rằng những chiếc xe chạy xăng hoặc xe hybrid hiện tại của Toyota trong tương lai có thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu mới mà không cần phải thay thế động cơ. Không sử dụng xăng cũng đồng nghĩa với việc không phát thải CO2 ra môi trường giống như xe thuần điện.